Xin chào mọi người, hôm nay mình lại gặp nhau nữa rồi. Hôm nay em Mai sẽ lên cho mọi người dòng Vario của hãng Honda, nhưng mà bên cửa hàng em là nhập khẩu 100% từ Indo nguyên con ạ. Thì hãng Vario đang ở trên tay em là một con Vario của 2023 nha mọi người. 2023 thì đằng trước nó có chìa khóa smart key và phía trước là khung hình chữ M. Còn 2022 thì sẽ là chữ V nha mọi người. Đời 2023 cải tiến hơn là có cốp phía trong, cốp trước là có, hộp trước là đựng đồ là có sạc điện thoại để cho các bạn trẻ mình đi phượt hay hết pin thì có thể sạc được điện thoại. Phía sau là bên cửa hàng em đã ốp một số phụ kiện để làm tô lên vẻ đẹp sắc sảo của chiếc xe ha, để bảo vệ con xe mình sử dụng lâu dài sẽ được bền và chắc hơn, đẹp hơn. Ngoài ra bên em còn có lên màu 3D như con trên tay Mai này là màu tím 3D nha mọi người. Ngoài màu đen bóng, đỏ bóng, trắng nhám, đen nhám, xanh nhám thì bên em còn độ màu 3D theo phong thủy của các bạn. Bạn thích màu hồng, màu tím, màu xanh, màu gì cũng được. Chỉ cần liên hệ với em Mai qua Zalo 058 202 8675 để hỗ trợ mình lên màu và mua xe, chỉ cần trả trước cho em Mai 5 triệu đồng. Liên hệ trước thì được giảm giá từ 500 đến 1 triệu. Bên ngoài những phụ kiện trang trí, bên em còn có sử dụng phục độ. Phục độ sẽ giúp mình tăng giảm điều chỉnh độ nặng của con xe, của người trên người. Cái phục độ của bên em là đều tăng chỉnh được độ nặng, sức nặng ở trên xe nha mọi người. Có nhiều mẫu, mẫu đen, mẫu phục vàng. Còn phục zin của nó thì rất đơn giản, nhưng bạn nào thích phục zin như thế này thì mình vẫn có thể sử dụng phục zin của nó. Vario này là cửa hàng em nhập hoàn toàn ở nhập nguyên con của hoàn toàn của Indo. Như những cửa hàng khác thì không có bảo hành, ít bảo hành xe nhập khẩu, nhưng riêng cửa hàng em là xe nhập khẩu là sẽ được bảo hành trên các chi nhánh hoặc chi nhánh hiện tại. Thì bên em, cửa hàng em có chi nhánh ở Biên Hòa, Bình Dương và Hồ Chí Minh. Các bạn có thể lựa chọn nơi gần nhất để bảo hành, bảo dưỡng. Nếu các bạn chưa có đủ về mặt tài chính thì có liên hệ em. Em sẽ hỗ trợ mình trả góp từ 5 triệu đồng để nhận xe ngay. Thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần các bạn có chứng minh căn cước và hộ khẩu. Với các bạn lưu ý phải trên 18 tuổi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ like và chia sẻ cho em Mai nhé. Liên hệ trước với em Mai để được giảm giá xe từ 500 đến 1 triệu đồng. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ngày hôm sau nhé.